Vui hóa cuộc sống rồi thì là thoát vị đê đệm, xin nói là nhiều như voi ở biển. Nhiều như voi ở biển. Đấy, chứ cứ làm từ sáng cho đến tận 10 giờ đêm, tầm 9-11 giờ đêm mới được nghỉ. Có, cái là thỉnh thoảng là các cháu cũng quay clip thì báo cáo với anh các chị là với cái số lượng thành công như tôi làm hiện tại đến giờ phút này là nó hình như chưa có ca nào, không thành công. Ca nào cũng thành công hết. Còn một ca tôi làm 2 ngày là cháu nó bị cái chân nó bị gần 10 năm nay rồi. Còn anh trao đổi với hội là cái ca là rất khó. Thì là báo cáo với anh là học Diện Chẩn chúng ta học rồi, cứ liều mà làm, thầy hội bảo cứ liều mà làm thật mạnh là rồi kiểu gì cũng sẽ có thành công. Thế còn là chúng ta nên cố gắng dành cái thời gian hàng ngày là chia sẻ nhau trên qua điện thoại, rồi qua Zalo, qua Facebook vân vân, thì chúng ta sẽ chia sẻ nhau được rất nhiều vì thời gian có hạn, cho nên là mỗi người sẽ có những cái bài học hay ta chia sẻ cùng với nhau ở đây, không chỉ hôm nay ở đây mà trên Facebook, trên Zalo. Còn tôi xin giới thiệu với quê tôi, báo cáo với anh các chị, quê tôi ở thành phố Hà Lan. Nếu mà đây bây giờ hiện tại đang là vùng đất du lịch cao nguyên đá Đồng Văn, nếu có điều kiện mời tất cả các anh chị lên Hà Lan, điện thoại địa chỉ tôi có rồi, chúng tôi sẽ đón tiếp các anh chị như những người thân, như là những người trong ca 36. Xin là cảm ơn, xin chúc sức khỏe các anh chị, mạnh khỏe, hạnh phúc, anh đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Long, lớp trưởng K36 đã khởi động rất là rộn rã, đúng không ạ? Xin mời anh chị em chia sẻ kinh nghiệm ạ. Chia sẻ. Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Bây giờ việc chào. Bây giờ chào tay của Hoành Tráng. Vâng, mỗi lần được gặp lại các bác là rất là xúc động. Thì qua mấy tháng rồi, có lớp thì học xong 2 tháng rồi, lớp học xong 1 tháng. Thì chứng kiến mọi người rất là khỏe mạnh và vui vẻ, gương mặt ai sáng ngời rất là vui. Có những anh chị em hôm qua phải đi từ buổi sáng ạ, bắt đầu lên xe từ buổi sáng hoặc là bắt đầu bắt xe từ buổi tối, sáng nay có người 3-4 giờ rét bớt này đã lên xe về đây, thì rất là cảm động với cái tấm chân tình của các bác này. Là đội đường xa đôi về đây đúng không ạ? Mỗi lần nhìn lại mọi người, gặp lại mọi người thì cảm thấy rất là xúc động, đúng không ạ? Mong rằng các lần sau sinh hoạt lúc nào cũng gặp được anh chị em vui thế này, và mong rằng anh chị em các bác nữa về nhà sẽ phát huy tốt Diện Chẩn làm cho bà con. Thì vừa nãy ngồi ở dưới nghe một số anh chị em kể là về rất là thành công, có những người về bây giờ đã có thể đi chia sẻ cho cả một hội trường rất là đông người, mà có thể hướng dẫn hàng trăm người rồi, có người bây giờ chữa trong hàng vài chục người rồi. Thì đấy những là cái kết quả mà mình không hề nghĩ tới và không ngờ là mọi người lại làm tốt như thế, và rất là vui mừng. Thế thì ngay đầu buổi thì có món quà bây giờ là quà này, các bác có muốn nhận quà không? Quà này là quà thực sự và quà là Diện Chẩn. Tại vì nếu các bác biết các lĩnh vực khác thì càng tốt, đúng không ạ? Nhưng mà mình đây là chuyên về Diện Chẩn thì phải chính về Diện Chẩn thôi, các bác thông cảm, đúng không ạ? Thì vẫn nói với các bác là giảng viên là trước giờ cũng chỉ nghiên cứu Diện Chẩn thuần một thứ rồi. Thế thì mình làm các bác về đào sâu, nghiên cứu và mọi cái các bác gì ạ? Học theo tấm gương của thầy Kỳ, có nghĩa là gì ạ? Đấy là gì các bác? Chỉ một thứ mà phải đào sâu vào, kiên trì, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thì mình mới có được gì ạ? Có thành quả được. Và thì có một cái cuốn sách mới, không biết là các bác đã có chưa? Cuốn sách mới đây là cuốn sách về Diện Chẩn. Cuốn này là cuốn sổ tay tự chữa bệnh thông thường của giáo sư tiến sĩ Bùi Quốc Châu, do thầy Châu viết. Các bác có cuốn này chưa? Chưa có đấy, đấy mới đọc. Thì trong ngày thầy viết thì cách đây nhiều năm rồi, nhưng mà cuốn này chưa phổ biến cho mọi người, chưa giới thiệu mọi người nên chưa biết được. Thì trước giờ ấy, mọi người nhìn thấy Diện Chẩn nó nhiều việc quá, nó phức tạp đấy, mà bây giờ khó hướng dẫn cho người mới. Thì trong cuốn này thầy làm sao ấy là các phác đồ cực đơn giản, không phải cần phải dùng tiếng Việt, và tất cả các phác đồ thầy biến thành các động tác Ví dụ như động tác mà gì mà giơ tay xin nhanh thế, bình tĩnh. Bây giờ cái động tác mà vớt hạ với đam, các bác vớt hạ với đam ấy là thành biến từ cái bộ dạng như này, hạ huyết áp. Còn say rượu thì làm như thế nào để đỏng cảm lạnh thì làm nào, có vài chiêu thôi, không cần huyệt, không cần huyệt luôn. Cái nào bộ làm nhiều huyệt nhất thì có 3 cái huyệt. Đây, ví dụ cảm cúm này, sách này in trong nhà thầy rất là đẹp, thầy nhờ xuất bản in mà trung tâm Việt Đạo Quốc tế để động tác vuốt để chữa cảm bây giờ rất hay, nhiều người gặp. Thế thì không cần phải nói nhiều, giảng giải nhiều, nhìn vào đây là biết làm ngay. Và đây thì có song ngữ Anh Việt. Cái cô Đặng này từ Mỹ về đây tham dự buổi hôm nay giới thiệu mọi người. Cô Đặng hôm nay có lớp mà có người nào cùng lớp cô à? Có đấy. Rồi cầm máu có cả tiếng Anh này, cô đọc tiếng Anh cô sẽ nắm được. Rồi cao huyết áp đây, làm khó luôn. Rồi cơn đau thắt ngực này, mỏi cứng cổ hay gáy này, thần kinh tọa này, nhức đầu này, nhiều. Tí nữa sẽ gì nào? Gì các bác? Gì nào? Tặng mỗi người một cuốn. Đây là hôm qua mới gửi trong Thầy Châu ra, trong Sài Gòn ra. Thì cái này coi như cuốn sách bỏ túi, các bác về nắm kỹ từng cái bước trong này. Đúng là biết đâu mình đi mình không kịp cầm cái giò, không kịp bấm ra. Và nhất là vừa nãy nghe chị Bình kể là chị đi hướng dẫn cho các chùa hàng trăm mấy chục người đấy, thì mình hướng dẫn thuyền được các dụng cụ nó đảo quá, không có dụng cụ, không có dụng cụ thì thôi, đúng không? Dùng tay gò là và dạy cho họ cách làm này. Thì cái này là cuốn để mình tu mình đi sát hơn. Cái này từ phát bây giờ lại đọc lại hồi nào nó được là tí nữa phát, đúng không? Có đồng ý không nào? Cái này dành những người kiên trì, ai mà ở đến cuối cùng thì phát. Ai ở cuối cùng thì phát. Ca sĩ hát hay là phải ra sau cùng, đúng không nào? Đúng rồi. Ca sĩ hát hay phải ra sau cùng, cứ bình tĩnh. Cái này cuốn mới thì ai có. Rồi thế thì vừa nãy là 9 giờ mọi người chưa đến kịp, cho nên là mình phải đợi đến 9 rưỡi cho mọi người đến sau cùng mới giới thiệu được, đúng không nào? Thì bây giờ mình có thời gian để mình chia sẻ kinh nghiệm đến tầm khoảng 11 giờ, có khoảng 1 rưỡi ạ. 11 giờ thì mình sẽ phát chứng nhận cho tất cả các bác. Mình phát 11 giờ đến 11 rưỡi. Và bây giờ có 1 tiếng rưỡi thì mình sẽ trao đổi chia sẻ kinh nghiệm. Thì như này ạ, các bác chia sẻ rất nhanh nhé, rất ngắn gọn, cô đọc xúc tích, mỗi người khoảng 10 phút thôi. Bao nhiêu? 3 phút. 3 phút thôi ạ. 3 phút nhanh thế. Nhanh quá. Các bác này, các bạn có bất kỳ cái kinh nghiệm này, thành công này, thất bại này, vướng mắc này, mình chia sẻ, đúng không ạ? Và mình chia sẻ chỉ về gì ạ? Chỉ về Diện Chẩn thôi, chỉ về Diện Chẩn mình. Các bạn thấy này, những người ta bán hàng hiệu cũng chỉ một món thôi. Và Diện Chẩn nó phát triển đến tầm cỡ như ngày hôm nay là gì ạ? Chỉ Diện Chẩn thôi. Thầy Châu có cách chào như này là gì ạ? Độc nhất vô nhị, đúng không? Diện Chẩn của mình nó một con đường, Diện Chẩn do một mình Thầy Châu tìm ra, người ta gọi là phát minh, đúng nào? Và rất nhiều người đã thành công bằng con đường Diện Chẩn. Nếu thực sự nó không có hiệu quả, đúng nào? Nó không có ý nghĩa với người dân, không có ý nghĩa với xã hội thì nó không tồn tại, không phát triển như ngày hôm nay. Cho nên cứ yên tâm, mình đi theo con đường Diện Chẩn, đi thẳng đến mà tiến. Và quan trọng trong cuộc đời mỗi người ấy, là phải diện tìm ra được con đường đi, đúng nào? Cho nên mình cứ thẳng đến mà tiến. Cho nên mình tất cả mọi thứ mình đào sâu về Diện Chẩn. Và các bác đến đây như lời cô Hương nói từ 3-5 phút chia sẻ thật nhanh, ngắn gọn, xúc tích. Và các bác nói này, các bác chỉ cần nêu này, đầu tiên là nguyên nhân, triệu chứng ban đầu nó như nào, tình trạng như nào, đúng không nào? Sau đó các bác làm các bước như thế nào, 1, 2, 3, 4, sau cuối cùng kết quả người ta ra sao, đúng không nào? Huyệt thì không cần nói huyệt, các bác chỉ cần ghi ra bộ huyệt các thứ thôi, đúng không nào? Bộ huyệt thôi, ghi ra các bước cho người khác có thể làm được. Rồi bây giờ xin mời các bác vào đây chia sẻ nào. Tôi vâng, đúng rồi. Mời bác lên đây. Mình phải đứng lên đây để cho thấy họ nhìn thấy mình, đúng nào? Các bác đồng ý không? Các bác có say nào? Đây, bác này đây. Giới thiệu ngắn gọn tên, tuổi. Xin chào thầy Hội và cô Lương. Xin chào tất cả các bạn anh chị trong Hà lớp trong hai khóa là khóa 35 và khóa 36 là 4 lớp ạ. Vâng, cô xin chào tất cả mọi người trong kỳ. Thì tôi thì học viên của khóa 35. Thế nhưng mà bây giờ thì trước khi về tôi là ngày dài tôi cũng có thực hiện nhiều cái phương pháp chữa của bệnh, thì nói chung là nó nhiều bệnh lắm. Thế nhưng mà bây giờ cái phương pháp mà đại khái là tai nạn giao thông hoặc là đấy, bây giờ tôi nói là cái trường hợp là thường xuyên là họ bị vào cái gối đấy. Thì cái gối thì chỉ có sưng mà đánh tan nó bầm là hết sưng và đánh giảm hết dịch, thế là hết sưng. Đấy là cái chia sẻ thứ nhất. Dạ. Tai nạn giao thông và sưng khớp gối và loét đại khái là nó xây ra xây xước da, nó sưng bầm đấy, xây xước da. Dạ. Trường hợp cụ thể là bọn cháu là cái là nó đi bị tai nạn giao thông là giữa một cái xe công nông ở trong một vùng vặt ra, rồi với cháu thì nó đi cái đường thẳng, thì khi mà ra nó va chạm thì không phải là va vào xe nhau mà tránh nhau và đổ ngã. Thế nhưng mà cái trường hợp chữa này thì tôi thực hiện cái phương pháp chữa theo phác đồ là tiêu viêm tiêu độc và đánh tan mỡ bầm và giảm tiết dịch. Thế là cháu không đi được trong cái ngày hôm đấy, là cháu không đi được mà đã nhiều năm hay rồi đấy, nhưng mà về mà nhưng mà vẫn không đi được. Thế là tôi chỉ làm cho một ngày 2 buổi. Thế là thế cái trường hợp của cháu này là sáng mai là cháu đi được. Bây giờ thì nói với thầy thế này, đấy thì ở cái bộ tiêu viêm tiêu độc và tăng cơ bẩm và cái giảm tiết dịch đấy, trong cái ba cái bộ đấy thôi. Thế và sau đó là khi cái phần mà bị xây ra đấy chảy máu ấy, thì tôi có hơ ngải cứu, hơ cái gương ngải và lấy cái than đấy nhá, cái than đấy là phun luôn vào. Thì vậy các cháu đó thì khi mà được dán cao của thầy Nam Anh ở Văn Giang, thế nhưng mà cũng không đáp ứng. Thế rồi chỉ có hơ đánh xong là hơ là khỏi, là hơ và tự là bôi cái đấy vào. Cũng như là cái trường hợp đấy thứ nhất, trường hợp thứ hai là đi bị rô la thần kinh, thì cái đấy thì cũng đã được chia sẻ ở Hà Lan và trên lớp rồi, thì người ta đi viện về nhưng mà bôi thuốc 3 ngày không khỏi. Thế tôi về tôi bảo là thế này, bây giờ ông cứ nghe tôi hương cho ông cái ngải hương ngải thôi, về như là khi vừa nói xong đó tôi bôi cái than cái vào, thế là người ta hết. Dạ, mỗi ngày hương một lần thì thế thôi. Thế và thuốc của bệnh viện thì tôi bảo bây giờ ông hãy tạm dừng cái thuốc 3 ngày, nếu trong 2 ngày mà ông không thấy đỡ thì ông lại tiếp tục uống thuốc bệnh viện. Nhưng mà sau khi mà hỏi cái thì họ bảo là tôi có dùng thuốc đâu, tôi nghe không, tôi không dùng thuốc, nó chỉ có hơ ngải thôi, chả có một cái gì cả. Thời gian hơ thì chỉ khoảng độ 1 phút thôi, 1 phút một lần, tức là bôi khoảng da đó thì mặt và trên mặt thì ở mũi này, chứ vào mắt mỗi lần khoảng bao nhiêu thời gian? Mỗi lần chỉ 1 phút thôi. 1 phút thôi. Vâng, 1 phút thôi. Vì hơ còn nóng, cái này mà nó khi mà cái hơi nóng nó vào nó rát, nhưng mà không kìm được đâu. Cái gì vậy? Dạ. Có lấy cái cho vào cái gõ vào cái rồi cái chén này. Thế sau đó thì tự người ta bôi hướng dẫn cho tôi không trực tiếp rồi. Thì cái này không ấy cẩn thận thì nó bị lây. Thì dưỡng của đô la thì nó sẽ bị lây. Thế và cái trường hợp nữa là trường hợp thứ 3 thì nói thì nhiều lắm nhưng mà thôi thì theo thời gian thì nó được cách. Và thế thì cái trường hợp mà đánh nhiệt nửa người ấy thì tôi cũng có làm được. Thế là cái 2 ca thành công cái nhiệt nửa người thì coi như thế, họ ấn đi 108 về có 5 ngày, một người đi 12 ngày về thì họ vẫn cứ vợ hoặc con là đi về chiều. Sau đó thì ở cái lớp khóa 35 cũng đã chia sẻ một trường hợp rồi. Cái trường hợp thứ 2 là trường hợp họ đi về thì vợ con dìu đi, sau khi mà làm cho họ 3 ngày thì họ ngồi được, 5 ngày thì họ tự đi được và chiếu ở giải ở dưới lề nhà họ tự ngồi cũng được. Dạ, tôi thì đánh thứ nhất là 197. Đấy là trường hợp đấy là cụ tay bàn tay và bàn chân. Thì như bà lão cũng bị bại, thì mình không đánh của lão bại, mình chỉ cào đầu thôi, và tay thì đánh ở sau nhau, sau nhau khoảng 102, chân thì đạp ở 197 và trực tiếp hơ ở đầu gối. Thế và ở cái đốt xương và giữa đốt sống và háng và xương đằng sau lưng, không phải xương cột. Xương cột thì đầu tiên là báo cáo lại là xương cột đầu tiên là mình hư là hư như là từ x và tập cuộc sống đấy, theo như là nhâm đốc đấy, nhưng mà không hư đằng trước thì hư đằng sau thôi. Sau đó thì bắt đầu mới đánh Nguyệt ở 197 và trực tiếp vào đầu gối là cũng hư và để cho người ta xoa bóp cho người ta một chút, thì một ngày làm 2 lần, chứ trường hợp đấy làm 2 lần để nhanh khỏi. Đấy là trường hợp đấy, họ đi bệnh viện 108 15 ngày thì về thì tôi làm luôn, và một trường hợp thứ hai là 12 ngày tôi về làm luôn 2 ca là thành công. Bây giờ đi lại được rồi. Không, đi lại tốt rồi, đi xe đạp rồi. Hay quá. Bác không phải chỉ bác cho cả họ để Nguyễn Huy Nhân nhá. Số điện thoại cho bác 039 8396 993. Rồi, cảm ơn bác. Thế trường hợp thứ hai, trường hợp thứ tư nữa à? Thứ tư là của tôi. Thì bây giờ thì báo cáo với cả lớp này, mắt của tôi là bị bỏng cái này, bỏng một mắt, được thầy hội cũng hướng dẫn cho cách làm và cũng đã xuống thăm thầy Tỷ. Thế nhưng mà theo làm cho mình thì chả thấy, chưa thấy gì mà lúc đấy cái cầu gai xoa rách cả hai cái động mạch mà chưa, bản thân tôi đã chưa hỏi. Thế bây giờ thì tôi muốn hỏi, thứ nhất là hỏi thầy cô và các bác anh các chị ở đây có phương pháp nào giúp tôi để tôi làm được cái tan cái bọc mắt này. Vâng, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bác Nhâm nha. Các bạn thấy cách làm việc như này có hiệu quả không ạ? Có được không ạ? Được thì ok. Rồi, thế bác nào có cái trường hợp giải quyết về cái bọc mắt này, các bác nào đã làm thành công thì chia sẻ cho bác Nhâm ạ. Các chị em, mọi người về đã làm chưa? Về bọc mắt ạ. Mọi người bác, cô Hiền có làm bọc mắt chưa? À, bọc mắt. Chưa nào. Các cô, các bạn làm vụ bọc mắt chưa nào? Chưa nào. Chị em. Đây thì vụ bọc mắt các bác này. Mắt ra là mình vẫn theo cái nguyên tắc đơn giản nhưng mà tác động tại chỗ. Thì các bác lấy cái chày nấm tiêu ấy, chày nấm tiêu cái đầu nhỏ ấy, dùng chày nấm tiêu đầu nhỏ ấy, mình sẽ chà cái vùng này, chà tại chỗ. Sau đó các bác dùng cái ống hơ ngải ấy, cho ngải vào hơ, ống hơ ngải cơ, chứ mình đừng hơ tay rồi cẩn thận bỏng mắt đấy, cho vào ống hơ ngải hơ. Sau đó các bác bấm cổ điện tiêu viêm khử, xong là bấm với cái phần phản chiếu của mắt là xong. Tiêu viêm khử các bạn, hoặc là tiêu mỡ cũng được, nhưng mà phải có mấy cái việc tiêu về mắt. Đây là trình tự các bước nha. Một là dùng chày nấm tiêu, mình dùng đầu nhỏ của chày nấm tiêu chà tại chỗ. Thứ hai các bác sẽ dùng cái ống hơ ngải ấy, cho ngải vào hơ. Ba là bấm bộ tiêu viêm khử hoặc là bộ tiêu mỡ, sau đó cộng với việc phản chiếu của mắt. Các bác còn nhớ cái việc phản chiếu của Marx không ạ? Nếu quên thì sao? Quên thì sao? Mở chính xác. Đấy, đúng rồi. Quên hết mọi thứ vẫn nhớ câu gì ạ? Mở sách. Hoặc là gì ạ? Tra Google. Dân ta phải biết sự ta cái gì không biết thì tra Google. Đúng không? Tra Google có hết, đúng không? Đây, thì đây mấy cái việc của Marx đấy ạ. 197, 421, 422 và 16. Đấy là mấy việc của Marx. Phản chiếu Marx. Hoặc thêm mấy việc thì các bác có tam giác Marx là bao nhiêu ạ? 60, 68, 69. Bây giờ Marx lại thành tim rồi. Bao nhiêu? À chính xác ạ, 130, 100. Bao nhiêu nữa ạ? 100. Bao nhiêu? Chính xác. Bao nhiêu? 80. Đúng. 80 ạ. Chị nhớ rất tốt đấy ạ. 180. Cái này nhớ thì tốt. Nhớ tốt, các bác biết không? Đây phải học thuộc lòng đi mới làm thầy giáo được. Học thuộc lòng. Còn các bác không đi làm thầy giáo, không đi giảng bài thì nhớ trên mình. Các bác cứ về nhà nó mở sách ra hoặc là gì ạ? Treo cái bức tranh trên tường ấy, thế mà làm. Đúng không? Rồi, đấy phòng mát xong nhá. Giờ xin mời các bác khác nào. Mời chị Bình. Chị Bình lên chia sẻ kinh nghiệm làm sao để về nhà có thể hướng dẫn được cho những người khác nào. Thì cũng rất là bất ngờ đấy, không nghĩ rằng các bác anh chị em về nhà có thể đem Diện Chẩn đi truyền đạt cho tận tâm những người khác, thì thấy kết quả đấy cũng rất là vui, đúng không? Không ai vui hơn mà khi mà Diện mình có thể hướng dẫn được cho người khác để có thể đem những cái hướng dẫn kiến thức của mình ấy, để đi phổ biến cho đồng bào. Mời chị Bình đến đây, chị Bình ơi, là trách tủi ra, đừng ra đây luôn, ngồi dưới đấy không ai nhìn thấy, là lên đây ạ. Đây. Đây, đứng cạnh thầy đây rồi. Nào các bác khác chuẩn bị nhá các bác nhá. Bất kỳ thành công, vướng mắc, khó khăn gì, buổi hôm nay là để mình gì ạ? Mình trao đổi, chia sẻ mà, đúng không? Cơ hội cho mình, tội gì cũng làm. Mình là chuẩn bị ngay của thời gian. Em chào các bác, cô các chú. Em tên là Hà Thị Bình. Đến đây học thì cũng nhờ có cô hiểu đến đây học. Lúc đầu thì cũng có chút khó khăn, thì là thật ra là đi học cũng khó khăn. Đầu không đi học không phải. Vâng. Đi học không sự chống đối, không phải đi học là do mình muốn. Thế khi mà học xong rồi em về thì khoảng chục ngày trước em về quê có dỗ mẹ. Em có một đoàn là tức là em gia nhập đoàn đội Phật tử của em ở tỉnh Vĩnh Phúc. Hà Nội làm trà Hà Sài và lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc đấy. Tại em có hướng dẫn cho trong đoàn của em có 100 Phật tử, mất một buổi chiều để hướng dẫn cho tất cả mọi người để biết đến Diện Chẩn. Thì em cũng nghĩ là thôi thì ai mà đỡ được cái gì thì cũng tốt. Thì em cũng có hướng dẫn cho mọi người làm về em thì em dốt lắm, em không có biết huyền, em chỉ có bảo mọi người là khai thông, làm từ đầu đến chân thôi. Đầu tiên là cào đầu xong là lấy cái sao chổi đấy đánh mặt, sau đó là khai thông 6 vùng phản chiếu. Thế xong là đánh khai thông cổ, lưng và lăn, lăn hết cả hai tay, chân. Dưới bàn chân là làm ống chân. Đấy thì tất cả mọi người đều thấy là rất là thoải mái. Em thì em dốt, em không có biết làm quyền nhiều nên chỉ có làm tại chỗ và đau đâu thì làm đấy thôi. Chứ không biết việc lắm. Đấy, với cả làm cho chị em thì bị đau bụng. Để em cũng khai thông từ đầu chân như thế, em hơi đông đốc. Để chị đỡ. Với cả làm cho một số các cháu làm ở văn phòng. Văn phòng thì em chỉ khai thông lưng thôi. Thì là các cháu bảo là cô làm có một tí mà cháu thấy nó nhẹ bỗng đấy. Thế thì cô dụng cụ ở đâu để giới thiệu cho cháu. Thì bảo đến nhà thầy gần nhà cho các cháu đấy. Em cũng bảo các bà là thôi thì ở đây là địa chỉ với cả số điện thoại của nhà thầy là trung tâm. Nếu mà mọi người mà muốn mua thì là gọi thẳng đến trung tâm để mua được cái dụng cụ nó tốt. Đấy thì em cũng khai thông từ đầu, em cào đầu, sau đó không đánh 6 vùng phản chiếu, đó thì là khai thông mặt, cổ, đúng là lưng nữa, đó thì lăn hết cả tay chân, mỗi lần lăn là 60 tiếng đếm, cả tay chân không đến chân thì đến chân để em làm ống chân đấy. Đấy, cái sau thì là em hơi đông đốc. thế thôi thì tự dưng là thấy khỏi luôn, không còn đau nữa. Ở đầu tiên là chị không muốn làm, chị dãy là em bảo con chị là giữ mẹ cho gì làm. Thế là à, mà lúc đấy chị thì em thì chị nằm im thì là chị ở rất lạ thật, tự dưng thấy khỏi hẳn luôn, không còn đau gì nữa cả. Vâng, thế thôi em xin hết ạ. Bây giờ các bác đứng trước 100 người, 150 người, các bác sẽ nói gì? Đấy là cái kinh nghiệm để mình học tập đấy. Các bác sẽ nói gì nào? Sau khi mới học xong được một khóa diện chẩn mà đến thì chuyên đến muộn, ngồi trong lớp thì ngơ ngác. Không, chị đã chia sẻ bất ngờ đấy. Bởi vì mình học xong một khóa về mà mình dám mạnh dạn đứng lên trước hơn 100 người và hướng dẫn cho họ về diện chẩn. Thì các bạn thấy sao nào? Vui không nào? Quá vui, quá tuyệt vời chứ gì nữa mà. Chứ bình thường mình dám nói gì với họ, mình có gì để mình cho họ, đúng là đấy. Thì lúc đấy chị nghĩ gì chị có hồi hộp khi mà hướng dẫn cho họ không? Chị nghĩ là các bạn đấy là đồng tu của em, không có cái gì kiểu như là xa cách cả. Ví dụ như người lạ thì sẽ ngại, các bạn đồng tu với em là lúc đấy em còn rất trẻ, nhưng em đã gia nhập hội đồng tu là em mới có 20 mấy tuổi, là mấy chục năm cùng với nhau rồi, như kiểu như là tình mẹ con hay là cô cháu rất gần gũi, không phải là bệnh nhân. Cho nên là cứ mạnh dạn mình học cái gì mình sẽ giúp truyền lại cho người ta. Thứ nhất là các bác cứ học như thế cho nó dễ đã, đừng có nghĩ đến huyền vội. Bởi vì bây giờ mình chưa có biết cái gì mà mình cứ huyền thì không giải quyết được cái gì. Thôi thứ là trực tiếp và tại chỗ đã, theo mình tính nhá. Từ từ các bác xem này, chị rất là hay đúng không? Các bác thấy hay chỗ nào không? Đừng có lôi huyền ra vội, đừng có lôi chữa bệnh này nọ ra vội, đúng nào? Mình giống như chia sẻ thôi, hướng dẫn người ta cái gì các bác? 12 động tác sau mặt, 12 động tác sau mặt, ở đây chưa có. 12 động tác sau mặt, mời các bác xếp hàng hết ra tập thể dục cho cháu. Một bài gì ạ? 12 động tác sau mặt, tập xong vui vẻ, sảng khoái đúng nào? Tiếp theo bây giờ cháu mời các bác theo cháu bài thứ hai, bài này cực hay, yên tâm, tập bài này không bao giờ gì ạ? Sợ mùa đông, yên tâm mình sẽ khỏe qua mùa đông này. Bài gì nào? Xoay cổ tay. Xoay cổ tay hết được, xoay cổ tay, xoay xong cổ tay, cổ vài ngày đau đầu, đau lưng hết luôn, đúng không? Xoay cổ tay. Đấy. Sau đó là gì? Nếu mà hướng dẫn các bác dùng gì ạ? Đánh gì ạ? Đánh xong vùng hẳn chữa là biết. Nhưng mà bây giờ vấn đề là đông người như thế. À, các bác trật tự là nghe. Đây là kinh nghiệm, Cái lúc đấy có khi mình lại không nghĩ được như chị đâu. Đúng là kinh nghiệm. Thứ nhất, 12 động tác sau mặt. Thứ hai, xoay cổ tay. Thứ ba đánh 6 vùng, nhưng mà 6 vùng bây giờ mà không có cây so chổi, đông người như thế làm sao bây giờ? Các bác làm sao? Làm gì ạ? Bây giờ gọi điện lên Hà Nội mua 100 cây so chổi về. Đúng rồi. Các bác này. Đây bây giờ đến bài thứ ba, các bác làm theo bài này yên tâm, sức đề kháng tăng cao, sức khỏe sinh lý tăng đùng đùng. Đây 6 vùng phản chiếu hệ phải biết dùng tay là đúng nào. Mình chỉ cần đứng trước công chúng và tập 3 bài này, đúng không? Đây là cháu hướng dẫn cho các bác coi như một bài thể dục đơn thuần. Đây là bài của phương pháp diện chẩn của thầy Bùi Quốc Châu. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Thế thôi, chỉ cần 3 bài này là gì ạ? Là đủ rồi. Giống như trường hợp chị chữa cho chị gái mà đau bụng á, theo như đúng bài bản mình học ấy, thì sao nào? Thì sao các bác? Thấy đấy, chị hơi đốc cả đầu đánh sang vùng làm ấm chân. À, thế cái gì chữa đau bụng? Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà chị cũng hỏi, đúng không ạ? Như vậy cho mình kinh nghiệm là gì? Thà mình làm còn hơn là không làm gì. Đúng không? Cứ nghĩ rằng chị không nhớ việc, không nhớ cái đấy, chị không làm được gì, nhưng mà chị làm được rất là nhiều việc. Đúng không? Vấn đề là gì? Mình phải dám làm và dám chia sẻ. Đúng không? Đấy, mình học hỏi được rất nhiều qua câu chuyện của chị. Rồi, cảm ơn chị Bình. Cảm ơn chị Thanh Bình. Rồi, xin mời người khác ạ. Các bạn khác nào? Bác lên chia sẻ. Rồi mọi người. À, chị Đặng nha. Chị Đặng, lớp trưởng của khóa 26A. Đó, phải vào chiến lập rồi. 26A. À, lớp phó ạ, à, lớp phó, lớp phó. Lớp phó, à tí lên lớp trưởng. Đúng rồi, lớp trưởng rồi. Xin chào các bạn, trong hội trưởng. Em tên là Nguyễn Thị Minh Cẩm, năm nay 40 tuổi. Em đến từ Từ Liêm ạ. Em đến với diện chẩn cũng là tại vì em đi chữa mà không có diện chẩn cái bệnh đau đầu của em, đau đầu với các thoát vị đĩa đệm. Thì em về nhà thì cũng tình cờ thôi, vì là cũng chữa cho mọi người, cũng ở xung quanh nhà người thân người quen toàn đau đầu, đau cổ, vai gáy. Và mình trong khi chữa thì phát hiện ra là cái bệnh mà mình có khi là có duyên nhất đấy là chữa cổ vai gáy, đau đầu và tiểu đêm do bị thân yếu ấy. Đấy, mọi người chưa xương khớp các thứ đều là dùng nhiều thuốc và nó bị các bộ phận về thận, gan đều là yếu, thì là họ tiểu đêm và không ngủ rất nhiều. Thì tiểu đêm thì đơn giản, thường là một lần điều trị là khỏi, một lần điều trị là khỏi. Bởi vì sao mình để điều trị cho họ xong rồi mình hướng dẫn họ, cũng chỉ có mỗi một lời giảng của thầy hội trên lớp thôi, em cảm thức luôn đấy. Thầy bảo là thì tiểu đêm thì sao? Đầu tiên thì bao giờ bệnh nhân đầu tiên đến với mình thì mình cũng đánh 6 vùng phản chiếu vào cào đầu. Đấy là cái đầu tiên, không cần biết là người ta bị bệnh gì làm sao ấy đã. Là bao giờ đánh 6 vùng phản chiếu vào cào đầu. Sau đấy thì đau đâu thì mình làm đó. Và hơ tại vị trí sinh nhật bị đau. Đấy, thì lúc đấy là cũng chả nhớ việc gì đâu. Mới đầu mà em chưa đi học em đã có bệnh nhân ấy. Thì làm theo mọi người làm thế nào mình làm như vậy. Thế sau đó nếu mà mình tiểu đêm thì mình cào kỹ hai bên khóe miệng và ở cầm đệm làm từ khớp lại và cầm, sau đó mình hơ kỹ 3 vùng này, nếu mà còn thời gian thì mình hơ kỹ phần tai, thế thôi ạ. Và hướng dẫn bệnh nhân là gì, về nhà thì cứ lúc nào rảnh thì véo 3 vùng và báo cáo với các bác là gì và hôm nay gì của em thì đấy là giáo viên, và từ nhà đến trường chỉ có 10 phút thôi, nhưng mà bắt đầu từ nhà đi là đã phải đi vệ sinh và đến trường 10 phút sau là đi vệ sinh, cứ hết tiết lại đi vệ sinh, nghĩa là đi tiểu rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì dì đã có thể là đi từ nhà đến trường và dạy hết tiết 1 mới phải đi vệ sinh. Vâng, đấy thì thầy vì cũng hướng dẫn đồng nghiệp là từ cung véo 3 cái vùng này. Và nếu mà đi tiểu nhiều, đi tiểu lên. Đấy, còn đâu câu 2 của em thì đấy là chưa yếu sinh lý. Thì cũng phát hiện tình cờ đấy ạ. Bệnh nhân đến làm cổ vai gáy thì ai cũng có thể làm được rồi. Thì nhưng mà khi mà mình thơ đến cái phần vùng mũi này ạ, thấy là rất là đau, vùng mình hơ vùng tai rất là đau. Thì mình hỏi là thế có phải là cái sinh lý yếu hoặc là tuyến tiền liệt có vấn đề thì mà sinh lý yếu thế bảo thế thì em thử làm du ban hôm nay xem thế nào. Thì em cũng vẫn làm như mọi người hơn, là các bác đồ trưởng cứ của vai gái của mình thêm thì hơ kỹ vùng mũi, 2 cái mũi, sống mũi, sau đó hơ kỹ phần tai và dái tai. Các bác chú ý cái phần dái tai. Sau đấy làm thì thầy bảo là đọc cái gì nó cứ giống từ nhau thì là cứ có cái chữ dái là dái. Thì thầy bảo là đấy là ngôn ngữ của tiếng Việt. Thế thì sau đấy thì làm sao em làm theo phác đồ như này. Cái hình đầu mũi này để bảo làm giống này mà em hơ kỹ đây, hơ kỹ vùng này và hơ kỹ đây. Đấy, thế thôi ạ. Thế xong rồi đấy, khi hôm sau thì bảo tuyệt vời mà lại hôm sau em làm tiếp buổi thứ 2, thứ 3 và bây giờ thì ok ngon này. Nghĩa là khi trước thì họ nói chung là cái này thì phần này chia sẻ cũng thuộc rè lắm ạ, tại vì em là nữ con họ thì là mới đâu thì họ chỉ bảo là đại khái là quẹt qua quẹt lại ấy là chớ rồi. Và bây giờ thì có nghĩa là có thể là theo điều khiển theo thần kinh ấy, có nghĩa là họ có thể khi nào muốn thì họ mới cho xuất được. Đấy, thì em chỉ biết là thành công là như vậy thôi. Vậy và không nghĩ là tuyệt vời như vậy, và em chỉ làm đấy 2 trường hợp đến thành công. Thế thôi ạ, em xin hết. Tại sao thì không nghe gì? Sau tiến triển thế nào các bác? Tôi. Rồi, hay quá. Thì các bác thấy là chị làm cũng rất là đơn giản đúng không nào? Đơn giản không? véo hai bên mép miệng này, 17 này véo cằm này, đây là tiểu đêm. Yếu sinh lý thì là mỗi ngày thôi, không có biểu hiện, không có biểu hiện là chết nặng, không có biểu hiện. Đấy. Thì qua các trường hợp trên đây chúng ta thấy là gì ạ? Từ đầu giờ mình dùng rất ít việc mà chủ yếu là những chiêu véo hút thế thôi. Mà rất đơn giản mà lại có hiệu quả. Thế nên các bác là gì ạ? Đừng có chăm cần khó quá thôi. Lúc đấy cần hết sách vở mọi thứ hãy làm theo cách của mình. Đúng không? Nghĩ được thế nào làm thì đấy. Rồi hai con cổ vai gáy thế nào làm thì cũng cao đầu hay không cổ vai gáy lăn tại chỗ. Cao đầu cũng làm tại chỗ. Mình thấy cũng hoàn toàn tuân theo cái nguyên tắc cao động đúng không? Dùng rất ít việc. Rồi xin mời các bác khác ạ. Mời các bác nào. À rồi mời cô dùng tiêu bẩn đây ạ. Tiêu bẩn đây. Em xin kính chào thầy và cô. Em xin chào tất cả khóa 4 khóa vì em ở khóa K36. Em xin chia sẻ mình học là được 1 tháng thì nhảy ra là được 1 tháng đấy thì em xin là em về nhà thì cũng được, về nhà thì chữa được cũng bệnh nhân đầu tiên thì là một ngày thì được 6 bệnh nhân, xong dần là người ta thấy hay quá, người nọ giới thiệu sang người kia thì một ngày tới phải đến 15-16 người, bây giờ là đến là một ngày đến 20 người, bây giờ hơn 20 người rồi đấy, hơn 20 người. Thì các thành công thì là chủ yếu là vai và gáy và yếu sinh lý và mắt và chân lạnh rồi mờ mắt rồi nhiều cái cũng là đều chữa thành công tốt hết, nên là mọi người cứ giới thiệu sang người kia giới thiệu ấy. Thì cái thứ nhất là cái vui nhất là cái một cái anh này là yếu sinh lý 6 năm không làm được gì vợ cả. Anh ấy năm nay là mới có 58 tuổi thôi. Vâng, anh ấy 58 tuổi thì đầu tiên thì anh ấy bị đau cái khớp háng thì anh bảo anh uống thuốc Bạch Mai này, viện 108 này cũng không khỏi, cũng 20 ngày rồi mà cũng không khỏi. Thế mà anh mới đến với tôi mới có 2 lần thôi. Lần đầu tiên thì bảo là anh đau khớp háng nào mà tôi chỉ làm những cái đường phản chiếu thôi, chứ cũng không huyền nhiếp gì hết đâu, chỉ làm phản chiếu thôi. Mà anh xem thế nào thì anh xem là anh đi thôi, xem là anh đi cứ tập tễnh cái này tập tễnh bảo được rồi anh vào đấy thế là tôi sẽ làm cho anh được phản chiếu. Thế là làm xong một cái anh ấy đứng lên anh đi ô tôi thấy đỡ nhiều lắm rồi, tôi thấy cảm thấy là đỡ được 70% rồi, thế được rồi. Thế bây giờ là 70% rồi thì tôi anh cứ yên tâm là em làm cho anh, xong mai bắt đầu anh ấy đến đây tiếp thì tôi lại làm cho anh. Anh làm cho làm cái lần thứ hai bắt đầu anh ấy khỏi hẳn, anh ấy bảo là hồi sướng quá. Thế bây giờ anh còn cái bệnh gì nữa không anh kể lốt cho tôi nghe là. Cô nói đau khớp háng thì tôi làm các bước như này. À, đau khớp háng thì làm mỗi bước như này thôi. Đấy, cái tay này nhá. Tay này xong bắt đầu là chỉ có ấn mỗi cái huyệt ở đây thôi. Ấn mỗi cái chỗ này thôi. Ấn cái này xong bắt đầu tôi mới hơ ngải. Đấy, ấn xong bắt đầu hơ ngải. Thế là bắt đầu là anh đi được. Đấy, mỗi cái khớp lại thì ấn mỗi này xong bắt đầu hơ ngải. Đấy, xong bắt đầu là anh bảo là lần thứ hai anh bảo là tôi bị yếu sinh lý, bảo anh yếu sinh lý bảo từ 6 năm này thì cũng không làm việc gì vợ. Thế là tôi làm cho 5 ngày. Cái ngày thứ 5 không bắt đầu là anh ấy bảo là thế. Ngày thứ 5 anh bảo ô cô ơi, cô chuyển biến không? Bảo là chuyển biến thế nào anh? Bảo là một tối thì tôi cũng lên được 2 lần. Ông 6 năm. Vì 6 năm không làm được gì vợ và vợ bực lắm. Không chịu được mà. Thế tại sao anh thế anh phải xem nào anh đi bảo là anh đi tối đến anh đi nghe cái câu chuyện thông tin đấy, anh bảo anh đi sẽ ra cái gì ở Hà Nội đây cái anh đi chữa, nhưng mà anh bảo là ngại lắm mày đi nọ kia, thế là đến thì tôi làm cho anh sướng lắm. Anh cũng phấn khởi lắm. Bữa trước thì anh phấn khởi lắm, anh sướng lắm. Thế sau này anh đến anh mừng lắm rồi, anh nhắm về mà cũng không có tiền, nó tôi không chữa, tôi không lấy tiền của ai cả. Đến phấn khởi lắm, sướng lắm. Xong anh nghĩ đến anh nghĩ biếu tôi 20 cân gạo. Bọn tôi ở nhà quê mới chẳng có gì cả, tôi chỉ biếu có 20 cân gạo thôi. Bọn vâng rồi thế thì cảm ơn bác. Xong bắt đầu là làm cho xong bắt đầu là lần làm đến ngày thứ 6 bắt đầu anh đi trực tiếp anh đi làm, xong lần tối hôm nay anh về anh làm cho vợ anh đi coi nhà vợ. Ôi giời anh ơi, từ ngày anh giờ bây giờ là mới được một cái là coi như là sung sướng quá. Sung sướng. Xong hôm sau anh đến anh đi bắt tay tôi, anh bảo chúc mừng cô nhá, cô làm cho tôi thành công rồi, đẹp lắm rồi, vợ tôi khen lắm, sướng lắm rồi. Thế là tôi cũng rất là mừng nhá, sướng lắm. Đấy. Thì ông đến bắt tay ông mừng quá, ông ôm tôi ạ, ông bảo ôi sướng lắm, phấn khởi, tôi đã thành công, cô chữa tôi thành công, sướng quá. Nhưng mà làm như nào? Làm những cái đường phản chiếu thôi, cũng không ấy, mới đầu là cào đầu này, xong rồi đầu là đánh 6 đường phản chiếu, 6 đường phản chiếu, xong rồi đầu là... Xong bắt đầu mình lấy cái gì nhở đấy, cái không phải cái đầu gò đây mà có cái lăng lăng đấy. Gò lăn đồng. Cái đây nhá. Cái lăn đồng mỏ nhà nhá. Lấy cái này nhá. Xong bắt đầu là lăn cung mày. Cái này là lăn cung mày này, lăn cung mày này. Đấy, lăn cung mày xong bắt đầu là mình làm này. Đấy. Đi lên đấy, cứ thế này nhá. Xong bắt đầu là làm xong mỗi bên 30 cái, bên này 30 cái, bên này 30 cái, bên này coi như là cũng 30 cái đi. Xong bắt đầu tôi làm, tôi lấy tay thôi. Đấy, 30 cái tôi tăng lên 60 cái luôn. 60 cái. Xong bắt đầu tôi lấy cái tay này này, có cái anh Linh anh ở Thanh Hóa, tôi bảo là đây anh Linh đó, đây anh Linh đi, xong anh ấy trợ lực cho tôi, em bảo là bây giờ làm cái này nữa chỉ là nó lại tăng thêm nữa. Xong anh lấy cái tay này anh bảo là cô cứ làm cái này. Thế là coi như là thành công rất đẹp luôn, thành công. Đấy là như thế đấy. 6 năm liền mà tôi được thành công như thế, 6 năm rồi, phấn khởi lắm đấy. Đấy, xong nên là đến cái thành công thứ hai nữa là cái chị này mắt của chị đi cũng Bạch Mai, cũng 108, cũng thuốc cũng không khỏi, mà chị đeo kính vào mà chị mờ mắt, mà chị mở bỏ kính ra thì chỉ nhìn lờ lên kia thôi. Nhưng mà tôi làm cũng có 2 ngày thôi mà chị mắt nhìn sáng trưng lên, chị nhìn đưa đây ra kia, chị bảo ui dồi ôi mắt khỏi rồi, cũng thuốc mãi cũng khỏi, mà tại sao dùng làm cho mình mới có 2 buổi thôi mà sao mắt sáng trưng lên. Thế là mình cũng làm những cái đường nguyệt của cái mắt thôi. Mình mua cái quyển sách, quyển sách cái mắt ấy, mình dở ra mình mới đầu mình cào đầu, xong bắt đầu là đánh 6 đường phản chiếu. Xong được phản chiếu, xong bắt đầu mình lại ấn các cái huyệt đấy, ấn những huyệt đấy, xong bắt đầu mình hơ ngải thế thôi. Thế là hơ chung quanh mắt, và hơ mắt cá tay, mắt những cái đầu khớp tay này này, những cái đầu khớp tay này này. Đấy, thế là nhìn mắt sáng rực lên luôn. Đấy, nó như thế đấy. À, thành công đấy. Với thì còn vai lưng cổ gáy thì tuyệt vời rồi. Thì ai tôi chữa ai, người nào người ấy là cũng là không ai có cái vấn đề gì lăn tăn cả. Nhưng mà bây giờ em xin là xin hỏi thầy Hội và cô Hương là bây giờ em có một cái ca này rất là khó, vì là em cũng đánh tiêu viêm tiêu độc và em cũng đánh các cái co cơ rồi mà cũng không được. Bây giờ là em có ý kiến, em hỏi thầy với cô là cái tay này mà cứ duỗi ra duỗi vào khập mà em làm 5 buổi rồi mà không thành công. Em đây em đánh các cái huyệt mà co cơ là một này, co cơ này, tiêu viêm rồi là tiêu độc rồi cả tăng tích dịch nữa mà cũng không được. Cũng có cơ cứ dũng như này mà em làm 5 ngày rồi cũng chưa thành công. Đây em đi mắc khoăn mỗi cái đây thôi, thì em bây giờ em xin hỏi thầy với cô là xin giải cho em để em biết biết. Tại con ta thì là cào xong bắt đầu là hơ lại xong bắt đầu là bóp bóp hẳn lên đây là cái cầu gai đôi đấy đánh xong còn anh em còn làm cả kiểu là lấy búa để gõ vào cái này để gõ vào khác đâu mà cũng không được đấy thì đấy này có biết là em chưa thành công cái đấy cái thành công như này chưa được em còn băn khoăn cái đấy đấy em xin hỏi là tất cả nhà trường các anh các chị ở trường có ai ấy như thế thì cho em xin để có ý kiến để cho em làm được cái co cơ tay này là em chưa làm được chưa thành công. Chị Liên ạ, chị Liên mời chị Liên ạ. Cô Liên có biết chia sẻ đầu tiên là nó phải trong nhà ra có người đã làm hay quá có tay chị Liên ạ. Chào Thầy Hội, cô Hương, chào toàn thể gia đình mình. Tôi thì cũng học ở K35. Thì hôm nay cũng là rất là vui là được đến tham dự cái buổi họp mặt này. Thế thì thực ra mà nói tôi thì cũng chữa là cũng tương đối là nhiều so với mình. Thế nhưng mà với mọi người chắc cũng còn ít lắm. Thế cái câu chuyện mà chị vừa mới hỏi là về cái tay mà nó cứ đưa ra nó cũng bập bập cái này. Đấy, cái này là nó là bị cái gân của nó bị cứng lại. Thế thì tôi cũng không có làm gì nhiều, tôi chỉ là trước hết là đánh 6 phần chiếu, sau đó thì cũng cào đầu và cái này nó thuộc là gân mà nó ảnh hưởng tới thần kinh của cái bàn tay này. Thế thì khi mà mình cứ lấy cái que giò mình kiểm tra các đốt tay này là nó cứ có những cái cục tắc, có cục tắc nghẽn, cái que giò. Vâng. Khi mà mình cái que giò bằng cái que cái cây nhất dương chỉ đó, cây to ấy chứ không phải cây xăm đâu. Không cây nhất dương chỉ, cái cây nhỏ ấy, cây to hơn ấy, cái cây giọt mưa ấy. Mưa là mình lấy một cái đầu đi mà nó to hơn ấy là mình biết là cái sắp tay như này. Không phải sao bất thường đâu, cái cây to hơn cây nhất anh chỉ đó. Đấy những cái đầu giò nhỏ hơn thì mình lấy cái đầu giò này mình giò trên tay của người ta thì thấy nó cứ lật giật như là đấy, thì là mình xoay cái đầu kia lại mình chích vào nó thì chích vào nó khoảng độ tầm độ 10 tiếng đến chẳng hạn, hoặc là hơn được nhưng người ta theo mức chịu đựng của người ta nhé. Nếu người ta thấy đau quá thì mình ấn nhẹ thôi, cái tần số của mình nó nhẹ hơn đi. Thế còn nếu mà ai mà chịu được ấy, thì mình cứ ấn hơi sâu tí được không sao cả. Khi mà ấn xong ấy thì có những nốt nhá, mình kiểm tra lại không còn sần nữa. Đấy, và tôi đã chữa được không đến, tại vì mình không ghi cho nên không biết bao nhiêu ca như thế, nhưng rất nhiều thành công tuyệt đối luôn. Đây, ví dụ như cái tay như này mình cứ dò ví dụ hướng vào đây mình chăm đây, giữa đây mình chăm đây, mà mình cứ châm thẳng vào, châm vuông góc với lại tay này thì trên những cái đốt tay này có nghĩa là nó đã có những cái đường tắc rất nhiều ở trên những cái đường tay này, các đường kinh này. Thì những cái đường kinh này nó bị tắc thì đương nhiên là cái dây thần kinh và cái gân của nó là sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Có người tôi là nhá, một cái anh ấy bị cũng bị đau tay mà anh ấy không nắm được tay và duỗi tay ra không duỗi thẳng được. Thế thì tôi làm như vậy là hai vợ chồng thì một người là bộ đội về hưu còn một người là giáo viên cũng nghỉ hưu rồi. Thế thì khi mà chữa cho hai vợ chồng thì rất là nhiều bệnh, giàu lắm, người ta có cái gì thì có cái đấy luôn. Thế thì khi tôi chữa đầu tiên là tôi chữa cho các anh là từ đầu xuống, vài cái người đúng như năm 45 luôn, gầy cực kỳ luôn. nhà rất giàu nhưng mà lại thế. Khi mà tôi đánh đằng sau tôi cũng không biết đánh ở chỗ nào, bởi vì là toàn xương, rất là như vậy là gầy, không thể tưởng tượng nổi đó. Thế thì khi tôi đánh thì thôi bây giờ tôi phải đánh cái này, tôi phải làm nhẹ, tức là làm từ đầu xuống mai cái xong cho anh ấy thoải mái đau đi. Sau đó thì là tôi đi bắt đầu tôi đánh chân tay, thì cái bàn chân của anh ấy rất là lạnh. Thế thì bàn chân rất là lạnh, thế nhưng mà cái lạnh của bàn chân đấy thì là nó do cái nội tạng của anh ấy rất yếu đó. Có những người bị lạnh bàn chân thì là trong người có u biếu, thế nhưng có những người lạnh bàn chân thì có nghĩa là sức khỏe của nội tạng rất là yếu luôn. Thế thì tôi đánh thì mỗi hôm làm chỉ làm được một bộ phận thôi, ví dụ như là hôm nay làm tay thì mai làm chân, chứ nếu làm cả tay và chân anh không chịu nổi, không chịu nổi. Tôi bảo bây giờ có khi là anh phải uống thêm đường rồi nhá, chứ anh đừng có kiêng đường, anh phải uống thêm đường rồi để tôi có, anh có sức khỏe lên, anh tăng cái đường của anh lên thì tôi mới làm được. Đấy, thế là sau cùng tôi đánh được, mà đến lần thứ ba, tức là lần thứ ba nhá, mà tôi còn làm cách nhiệt chứ không phải là ngày nào cũng làm được đâu. Tôi rất là nhiều bệnh nhân, thế là khi mà làm đến ngày lần thứ ba thì là anh ấy duỗi tay ra, anh bảo rất dễ chịu và duỗi tay ra rất là thoải mái. Thế đến lần thứ tư thì coi như anh cong tay lên như là ngày xưa đánh tại danh được, anh bảo nó mềm lắm, bây giờ rất là dễ chịu rồi, không thấy đau nữa. Đó. Thế thì tôi giải quyết hai vợ chồng đều như thế hết. Thế là sau đó là vợ thì là bị đau mắt nữa. Bị đau mắt thì mới đầu tiên thì tôi cứ làm, tôi hỏi chị là chỉ có thấy trong người nó nóng không? Chị bảo là không, chỉ là hay bị yếu thế lắm. Thế là tôi cứ làm nóng mà, làm nóng cũng được khô mắt. Thế tôi chị bảo, tôi nhìn mắt thì tôi bảo là chị làm sao mà hồi nãy em thấy cái mắt của chị khả năng là bị nặng lên hay sao? Chị bảo là đúng rồi, chị bây giờ chị lại khô mắt. Thế là tôi bảo là chị khai không đúng rồi. Bây giờ chị khai thì bảo là chị lúc nào chị cũng bị áp tụt này, giảm này, rồi là người lạnh này. Thế này là làm nóng là không được rồi. Thế là tôi đi chuyển nó làm lạnh. Tôi làm mát cho chị thì chị lại cảm thấy dễ chịu, mà tôi lại tăng cái bộ là tăng cái dịch lên cho chị này. Thì là cái mắt của chị lại khỏi rất là nhanh, tinh. Mới đầu tiên thì ra bệnh viện khám thì bảo vì tận tình, nhưng sau khi tôi làm thì không phải tận tình đâu. Bởi vì nó kém thì được thôi, bởi vì là cô giáo thì cũng chịu cũng nhiều. Thế mà vân các loại già tuổi rồi nó kia. Thế thì khi tôi làm hai vợ chồng thì đúng 15 ngày, 15 lần làm hai vợ chồng, người có hôm thì làm được cho vợ thì chồng thì nghỉ. Thế nhưng mà đúng là làm được 15 ngày thì là cả vợ chồng đều ok hết. Và bây giờ chị là đang mắc bệnh tim, chị mà chị bị hở hát là tôi thì tôi đang rất bận, nên tôi cho chị mượn một cái quả cầu gai cái đinh. Tôi bảo chị hướng dẫn cho chị lăn bàn tay và lăn xoa trên mặt, trên mắt. Thì hướng dẫn cho chị thế, mà tôi cũng cách đây mấy hôm rồi nhưng mà tôi chưa kiểm tra lại xem là chị như thế nào. Đấy là cái bệnh của ấy, và tiện thể luôn là tôi chia sẻ luôn một cái câu chuyện của tôi. À, khô mắt thì cũng tôi chỉ tức là đánh các huyệt về mắt, và sau đó thì tôi dùng các đồ về vận âm tôi làm, và tôi đánh cho bác ấy là cái bộ tăng cái gì đó. Thế còn thì trong hai vợ chồng này ấy, thì lúc nào tôi cũng phải đánh sâu còn chiếu này, sau đó là tôi còn đến sâu cùng chốt lại là tôi phải đánh cho bác cái là bộ huyết nữa, để cho bác tăng cường cái huyết của bác lên ở trong cái đấy. Còn là tôi cũng chia sẻ luôn với cả lớp mình là chứng một bệnh về đau lưng thì cái cháu này thì nó cũng là bệnh nghề nghiệp thôi. Cháu ấy là giáo viên dạy nhạc, thì cháu ấy bị viêm sống lưng này, rồi lăm đốt gì đó. Thế thì mới đầu tiên thì ra bệnh viện, thì đến lúc là 10 ngày bệnh viện thì chẳng ra thiết giảm cả vậy. Và là đi cúng, thì gặp bà chị dâu tôi, thì chị dâu giới thiệu là cô ấy biết bấm huyệt. Thế thì hôm đấy thì cái bà thầy cúng thì cũng lại cũng chẳng ra gì, là cũng ốm đau rồi là vân các loại. Thế là bà bảo tôi đến làm cho bà đấy. Thế thì gặp vô tình gặp cháu ở đến đây, tức là mang lấy mang lại đến. Thế thấy mình sắp cái chặt này, cái cặp này thì là bảo thế cô đi bác đi bấm huyệt đấy ạ. Thế này là bảo là thế sao cháu biết, bảo là cháu thấy bác Vinh nói đấy. Thế là lấy số điện thoại các của mời về nhà. Nên tôi bảo là bảo lên nhà, tôi không cứ ở nhà, nhà cháu đâu tôi đến. Sau đó thì là tôi đến thì hôm đầu tiên đến thì là cháu bảo là hôm nay cháu bận, bảo thế bận làm gì, có là bao giờ để ở nhà, bảo là khoảng tầm 4 giờ thì cháu phải ra bệnh viện để thanh toán tiền về. Thế nào đấy. Thế tôi bảo là thế thì bác sẽ làm cho cháu trước 4 giờ nhé. Thế tôi xuống cái làm cho vào 1 tiếng. Thì mới đầu tiên thì tôi kiểm tra hết, tôi dành kiểm tra hết người thì không thấy đau ở đâu. Thế tôi mới lấy cái tôi mới thơm để tôi tìm. Tôi tìm thì tôi cũng lấy que cái cây chảy được tiêu này để tôi kiểm tra cái sống lưng không thấy. Cháu vẫn kêu đau. Tôi thơ cái bàn tay vào thì thấy hơi ấm ở cái sống lưng đó. Thế tôi mới lấy cái ảnh cứu tôi hơ thì hơ đến đâu là cũng nằm như đấy. Thế thì tôi bảo là cháu đau mấy cái nốt sống này, nó bảo đúng rồi, cháu đau lắm, nhưng mà nóng lắm, bác ơi cái này cháu nóng lắm, thì tôi biết rồi. Thế thì bắt đầu tôi mới đi tìm sinh nguyệt thì thực ra nó rất là khó, tôi tìm một chỗ nào cũng không thấy đâu. Thế nên lúc sau thì tôi vẫn cứ tìm, lúc tôi lật ngược cho bàn chân này thì thấy ở gót chân bên trái của cháu này là có một cái như là cái cục u này. Thế tôi bảo đây rồi, thế tôi mới cho cái que nhất tôi chỉ đấy, thế bà tôi mới kiểm tra thì cháu cứ đau. Thế là tôi mới lấy que xăng lên người, tôi xăng trong vòng khoảng tầm 30 phút. Tôi cứ xăng bắt đầu là tôi không nặng mong nữa cả. Tôi xăng xong bắt đầu là tôi bảo cháu là tôi giờ cháu đi ra thanh toán viện, tức là lúc về hết giờ đi ra thanh toán viện này, quay về đây thì xong. Thế thì sau khi cháu ra thanh toán viện xong rồi về thì này, tôi định tranh thủ làm cho mẹ của cháu nữa. Thế này em ấy thì em ấy bị cao huyết áp này, em bị đau lưng này, thế và em bị một cái u ở đằng sau lưng này nữa. Thế tôi bảo là bây giờ giải quyết 2 việc, cái thứ nhất là đau lưng và cái việc như vậy là cao huyết áp, thì tôi hạ huyết áp cho là bằng cách là bấm mấy cái huyệt, tức là huyệt 26 này, huyệt 15 này, xích biết được, không nhớ. Thế sau đó có mấy cái huyệt đó và tôi cũng đánh chéo từ bên phải này sang trái này, ở cái huyệt 26 này, đánh xuống. Thế thì từ là 172, sau đó thì khoảng 2 tiếng sau đo lại thì còn 172, thế đo lại thì còn 140. Thế tôi bảo tôi được rồi, để từ thế nhá, không phải đánh tiếp nữa, cái đấy để mai để cứ tiếp. Thế là tôi sẽ là cháu nó về thì tôi mới hỏi là thế thì nó thấy người thế nào. Nó bảo sao mà cái này nó bé bé mà sao nó giỏi thế hả cô? À bác, cháu đỡ nhiều lắm mà cháu không thấy đau đâu mà cháu thấy cảm thấy sức chịu. Thế để tôi hôm sau tôi lại đánh tiếp cho nó. Sau đó là tôi lại đến hôm chủ nhật tôi lại đi học. Thứ bảy chủ nhật tôi học ở đây xong tôi về thì về tôi lại vào cái tuần đấy tôi lại vào chỗ anh Hà Trương nhà tôi ở đấy mất 2 hôm nữa, tôi lại về tôi đánh tiếp cho 2 hôm nữa. Thế là cháu hỏi. Thế hôm thứ tư thì tôi vào thì là cháu bảo là bác nhá, bác đi bác mua cho cháu một cái này, một cái que này, một cái canh cái bé bé như bác làm cái này. Thế rồi, thế bây giờ thì cháu chưa học thì cháu biết làm không? Thôi thì bây giờ bác sẽ hướng dẫn cháu là khi nào mà cháu thấy chỗ nào chai chân tay hoặc bất kể cái chỗ nào chai mỏi thì cháu cứ lấy cái này cháu xăm vào trong vòng khoảng độ tầm 3 phút trở về. Thế thôi nhá, không được làm hơn. Thế rồi sau đó là cháu từ đấy đến giờ không phải gọi nữa, mà bảo là nếu có gì nhá phải gọi ngay để bác xem là đúng hay sai, hoặc là cái này là không phải là làm nhiều mà thắng lợi đâu, mà làm nhiều khi nó đau thêm. Thế thì là cháu nó không nghe được và nó làm rất là tốt. Thế thì nguyên cái gia đình đấy, 2 đứa con đấy thì là nhờ tôi mua cho một quyển, thứ nhất là quyển ẩm thực dưỡng sinh này và một quyển khí công âm dương. Thì tôi không hướng dẫn đấy, cháu cứ đọc đi, đọc cứ thử học xem liệu vướng cái nào hả bác. Thế mà mua cho một cái quả cầu gai đinh, quả cầu gai đinh với lại một quả cầu đinh với lại một cái que xăng bất thường đấy. Thế là 4 cái đấy. Thế và tôi hướng dẫn cách quay cổ tay để như vậy là cho nó thông suốt khí huyết đi. Thế là đấy là cũng là một cái trường hợp như thế là cũng rất là thành công. Thế còn một cái trường hợp của tôi nữa thì đúng là như bác Nhâm ấy, cũng bị ngã, đập đồ của mẹ xuống đường, không nghĩ được không cho xe ngã thì chắc mình đâm vào ô tô. Thế thì ngã xuống thì là đến lúc đi còn sưng vù chân này, sưng chân này, nhưng mà lúc đấy không có dụng cụ đấy, tôi chẳng biết làm thế nào cả, nên là tôi cứ thế là con dâu mới đèo đi thì không phải viên gỗ và giật thì hóa. Thế đèo đi thì mình cứ vừa đi vừa xoa, lấy tay xoa đầu gối như là đi học bên bố huyện ấy, là bắt đầu mình xoa, cứ vừa đi vừa xoa đầu gối và sử dụng pháp đồ yêu thương cứ 26-60. Đấy, sau đó về thì lấy cái móng tay này ấn vào cái huyệt ta có bầm, không đau nữa, lại đi ăn uống trường không đau nữa, về không đau nữa. Nhưng đây ta phải lưu ý này, khi ta làm một việc gì đó ở chỗ nào thì ta phải có những cái chỉ dẫn về cái nơi đó, chứ nếu không là không thành công đâu. Cái này tôi, cái trường hợp này là như này, cái đầu gối của tôi thì nó rất là to và ngã rất là đau. Thế sau đó thì rất xa thì tôi về tôi cũng hơi giải cứu và tôi cũng đắp cái do giải cứu vào rất là nhanh hỏi. Thế còn thì cái chỗ mà ở cổ chân của tôi không sờ gì đến nó, thì đến khoảng độ tầm nửa tháng nó vẫn tím, nó không tan được cái món hầm mới ra. Thế tôi mới bảo là cái này là đúng là nếu như mình không chỉ nó đến cái chỗ đấy là nó không sử dụng được cái chỗ đấy đâu. Đấy, cho nên là mình làm thế nào mình phải chỉ nó đến chỗ đấy, làm mắt phải chỉ vào mắt, làm tai phải chỉ vào tai thì nó mới khỏi được. Đấy, thế còn nếu mà cứ làm mà không động đến nó là không có giá trị. Sau khi mình ngã xong thì có làm cầm máu luôn không? Thì ngã xong phải làm có làm cầm máu hay không? Có cái gì mà làm? Đây. Làm cái này thì không chảy máu đến mức độ phải cầm. Chảy máu bên trong cũng vẫn phải cầm. Thế nhưng mà không làm cái đấy, nhưng mà có nghĩa là nó chỉ có thấy nó sưng mù lên, sưng mù mà nếu như mà không sử dụng đến cái ta máu bầm thì chắc là cái đầu gối bị tím phản kháng luôn. Thế mà sao không một viên thuốc nào nhỉ, không thuốc, không đắp, không uống bất cứ cái gì. Tôi cứ bảo cứ tự làm, bản thân mình có làm, có thực hiện được thì mới có thể làm được cho người khác được. Đấy, phải xoa đầu chỗ hay là xoa đối tượng xoa vào đầu gối rồi tại chỗ đầu, tức là cái đầu gối này của tôi nhá, mình nhá, là tôi cứ xoa này, tay cứ xoa này, cứ xoa này vào cái chỗ đầu này. Mà xoa còn ngoài quần này chứ không phải là bảo vạch lên được, bởi vì nó không đấy là mặc diện đi là cỡ mà. Đấy, cho nên là nó khổ như thế, cho nên là cũng không ấy nó khả năng là cũng rất ở đây bị rách đây, rách rất là. Đấy, còn là vâng, xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người thành công trong công việc của mình. Rồi, xin mời các bác khác nào. Cho em hỏi chị. Cô hỏi đi. Chị ơi, chị cho em hỏi chị đã điều trị trường hợp nào mà bị viêm tắc tĩnh mạch chi chưa ạ? Cái đây cứ xăm trên đầu các bạn. Xăm trên đầu. Lấy xăm bất thường. Cứ đánh, lấy cái tay này và xăm trên này. Lấy cái quay là xăm bất thường. Cứ xăm khoảng độ 3-2 chủ nhé, đầu ngón tay này. Xăm 2 lần khoảng luôn. Dạ, xăm ở đâu? Em là. Nói chung là mời con báo cáo trên hôm vừa nãy hay quá, làm nào mà hay đấy. Đây sẽ chiếu trên này qua. Cái bài này chuyên dùng rất hay, chuyên dùng hay lắm đấy, mọi người chú ý giờ từ 1 3 ra. Chắc là nhiều người ngồi ở dưới trong nóng ruột và muốn chia sẻ đúng không ạ? tôi là học khóa K36. Tôi xin chia sẻ cái chị này là chị đến với tôi là đầu tiên là chị chữa vai gáy và sống lưng, chị đều thành công hết cả rồi, khỏi hết rồi. Chị xong là tôi hỏi đùa vào thế bây giờ chị còn cái gì nữa không thì chị bảo lốt em để em chữa cho chị. Thì mà không chị chả còn cái gì nữa, xong em mới đi nhìn chị nó ốp xong mặt chị sao chị năm nay 30 tuổi rồi, chị năm nay là chị 74 tuổi, chị 74 tuổi đấy. Em bảo ôi rồi mặt chị nhăn lắm. Ôi rồi thế bây giờ mặt chị nhăn thì em có làm được mặt nhăn không? Em nghĩ luôn là thầy Hội bảo dạy em cách là cách mặt. Thế là em mới học thầy Hội bên Cô Hương là cách mặt. Thế là em mới gạch mặt cho cái bác này. Thế bảo là thế nhưng mà gạch đau lắm, bác có chịu được không ạ? Tôi chịu được, cô cứ làm cho tôi đi. Gạch hôm đầu tiên của bà đau lắm, bác đau lắm, bác không chịu được, bảo đau quá. Nhưng mà đau bác muốn đẹp, muốn em đẹp thì bác muốn trẻ thì em làm cho bác. Thế bác bảo thôi cô cứ làm cho tôi xem là để tôi ăn Tết cho nó đẹp gái. Sau này em đi gạch mới đầu tiên là đánh 6 được ở chiếu đã, xong bắt đầu là gạch mặt, gạch thật đau, cứ gạch, thầy dạy cách gạch, mặt là thế này cứ gạch. Cái cô đầu tiên thì là được rồi, xong là ngày thứ hai mà là cô ơi tôi thấy cô gạch xong tôi thấy người nó sảng khoái lắm, sướng lắm. Xong là ngày nào bà cũng đến, thế là gạch cho bà ấy đúng 8 ngày, chỉ có 8 ngày thôi, 8 ngày thế là gạch cho bác cái 8 ngày. Xong là khoảng bác ấy, cứ mỗi ngày nó một khác, mỗi ngày mà giảm đến nhanh, thế là ngày thứ 8 mà thôi bây giờ là còn bác giờ đẹp rồi đấy. Thế bác còn gạch nữa không? Bảo thôi như thế này là đẹp lắm rồi, đi đâu cũng khoe. Ui dồi ôi sướng lắm, mặt đẹp lắm rồi, ôi sướng lắm. Thế là tôi là cũng thành công, chúng nãy là tôi quên mất đi cái này tôi chưa san sẻ. Nếu vừa đấy khoe với thầy Hội, thầy Hội bảo là em san sẻ. Đấy, coi như là 8 ngày, gạch cho bà 8 ngày. À, được cái khuôn mặt như thế kia đấy, có mỗi gạch mà thôi, một ngày một lần, một ngày chỉ có một lần thôi, một ngày một lần đấy. Thế là bà xuống lớp này đi khoe khắp nơi. Bây giờ tôi rất là nhiều bệnh nhân đến làm đẹp. Riêng bác này bác ấy quảng cáo cho nên là rất là nhiều người đến đến làm đẹp để ăn Tết. Đấy, xin hết, xin chào. Cô Dung đến đây để hỏi một tí. Nói đến này mình có mong được như này không? Siêu nhỉ, siêu. Có thể tin nổi. Có một chi tiết như này này, ngày trưa tôi rất là xấu, mặt nó đen xì mà mặt rất là nhiều nếp nhăn, nhưng mà nghe thầy Hội thầy dạy bảo là cứ gạch mặt đi là nó sẽ đẹp. Thế là hết bệnh nhân này tôi cứ ngồi dỗi, bắt đầu là cứ lấy cái sao chổi đây ngồi cứ gạch. Thế là bây giờ ra không còn nếp nhăn nữa. Năm nay là 60 tuổi đấy, 60 tuổi mà mặt không có một tí nếp nhăn nào cả. Bảo làm sao mà chị trẻ thế mà tôi cũng 60 tuổi sao mà mặt tôi nhiều nếp nhăn thế mà chỉ có chả có tí nếp nhăn nào mà trông tươi hết. Em bảo đấy chị làm thế thôi. Thế là mọi người bây giờ đến với tôi rất đông về làm đẹp. Cô làm cho cô này trong vòng bao nhiêu ngày? 8 ngày, mỗi ngày mấy lần? Một lần cô gạch cách bao nhiêu thời gian? 15 phút ạ. Cô gạch có đau không? Đau lắm. Cái này, hai cái ảnh này là con chụp trên một máy điện thoại đúng không? Nhưng mà cái ảnh sau cô có dùng phần mềm thì không hay là chụp được? Cô dùng một phần mềm gì hết, chỉ có mỗi như này thôi, chụp cái này xong là hôm sau, độ 8 ngày sau bắt đầu là đẹp cái là chụp như này là đẹp cái nhìn phân khỏi, không có một thi phần mềm cả. Các bạn trật tự lắm, mình phải trật tự thì mình mới nghe được. đây là đang làm rõ vấn đề rút ra kinh nghiệm, đúng là mình chưa hiểu đầu đuôi, mình chưa được chốt được cái gì, đúng là với cả mình không phải là người trong cuộc, mình chưa nói được gì, mình hỏi cho mình học tập kinh nghiệm tăng cường ảnh mạnh nữa. Tức là ảnh này là cô chụp trên một máy điện thoại và không dùng qua phần mềm hết. Một cái ảnh đầu tiên này là ngày đầu tiên, và ảnh kia là ngày thứ 8 đúng không? Đúng đấy. Chụp ban ngày, chụp ban đêm và chụp ban ngày lúc mà bác đi làm đấy, bác đến làm. Chụp trên điện thoại này không có cái làm những cái gì cả, chỉ có mỗi điện thoại chụp cho bác. Làm gì có biết phần mềm gì mà bây giờ điện thoại bây giờ bảo là nhắn tin cũng còn chả biết nhắn tin đâu. Lạ kỳ. Đến lúc là không được tin nổi. Các bạn thấy sao? Không được tin nổi mà họ làm ai cũng làm cũng được như này. Hay thật. Chỉ có bảo thế thôi. Còn như này cứ về thế là bác chưa làm không? Đấy. Ai ở dưới đang làm trong ngành làm đẹp, massage, spa nào cần hỏi gì nào? Hỏi với Lùng luôn nào. Nào có ai lên để có ai hỏi gì? Hay là lên đây để cô biểu diễn cho xem. Nào, ai lên đây để cô làm? À, bác à, ai dành một chuyện dành cho phụ nữ đi, dành cho phụ nữ đi, dành cho phụ nữ để làm đẹp. Ấy. Sao chổi hả cô? Mời cô Hiền ngồi đây. Đầu tiên là chúng mình này cầm cái sao chổi này, xong là mình đánh 6 đường phản chiếu đi. 5 giờ. Đấy, tuyệt vời. Giờ đến giải quyết công việc của trong cái án. Đấy, mình đánh 6 đường phản chiếu này. Đây là đánh từ trước. Đây là đánh từ trước thôi. Đây còn đánh mỗi cái là 30 nhé. 30 cái. Đây là đánh từ trước. Bác có thể bác. Rồi, đánh 6 bộ. Tất cả video này đều có trong câu lạc bộ rồi nhé. Tôi về xem một phút là xem được đó. Đầu tiên là cô Hùng sẽ gạch 6 hình phản chiếu để mình biết. Làm nhẹ nhàng thôi. Rất nhẹ nhàng. Vâng. Gạch 6 vùng mặt, 6 vùng thì nhẹ thôi. Một ngày cô chỉ làm bệnh nhân một lần thôi. Một lần thôi. Hay không? Cái này mình mở spa hay nhỉ? Tuyệt vời luôn. Có người đấy là tôi đi Sapa tháng cả 7 triệu không đi đâu. Vì là tôi chỉ làm để mình làm để làm phúc thôi mà. Làm thực tiện thôi, mình không lấy hoạt động nào đâu. Đi làm không lấy hoạt động nào cả hết. Mời cô đi Sapa chứ không phải Sapa. Các bạn chú ý này, cô ở nhà này cô không dùng cây sao chổi à? Chứ không phải là dùng cây giò dây à? Cô là dùng đầu một của cây sao chổi của con, cho nên nó không đong đấy. Khi mình dùng cái này nó đỡ đau. Các bác ở dưới trật tự để lắng nghe, nghe cô chia sẻ. Tức là cô ấy, nếu cô không làm thì mọi người không phân biệt được. Vừa nãy mình vẫn nghĩ là cô dùng đầu giò, không phải, cô đang dùng đầu một của cây sao chổi. Đầu ba nhiều. Không, đầu ba không, cứ dùng cái này thôi. Gạch cho 15 phút nhé. Cả nhà gạch cho mình 15. Các bạn trật tự chú ý, các bạn trật tự chú ý này. Gạch mặt mình chỉ mất 1-2 phút thôi, nhưng mà cô nên gạch đến 15 phút. Nhưng mà dùng đầu một của cây sao chổi cho nên họ không thấy đau. Cảm giác vừa thôi, kinh nghiệm. Cô rất là sáng tạo bởi vì trong 15 phút mới đủ để làm khí huyết lưu tới, làm cho da mặt nó săn chắc vào. Sau 8 ngày đấy cô vừa hỏi cô dùng rồi, không dùng bất kỳ một phần mềm gì. 8 ngày mỗi lần gạch 15 phút, một ngày một lần gạch đầu một người. Đây là phim thì chị em nhìn nhé. Có thể tin rồi. Đấy, chỉ cần như này thôi. Còn cái chỗ này, cái chỗ này chị em mình rất là nhiều lớp nhang này, chị em mình rất là nhiều lớp nhang, cho nên là mình chủ yếu là cái chỗ này. Đấy, đây này, gạch xong bắt đầu mình, tô rồi, mình tô này, lấy cái tay tô này, xít vào đây này, không người tay này, tô đây này, đấy, tô này, đấy, tô này, đấy. Các bác ở dưới đừng bàn luận để ý rất sau thời gian, bây giờ mình đang chia sẻ. Nếu bàn luận thì thôi. Tô đấy, đấy tô màu đấy. Mình tô màu là mình tô mà mình không được rời bút ra nhá. Mình phải tô, phải liên tục. Chị có cho tí dầu dừa vào không? Có cho dầu dừa. Rau dầu dừa nhưng mà không có dầu dừa. Mình có, em có một cái hộp mà kem dưỡng da của đi anh bạn anh đi nước ngoài vì anh ở Úc, anh đi cho thế là ra cứ bôi cho bệnh nhân sướng lắm, thơm lừng lên. Không được nhắc lên. Có thể mở cả một sự nghiệp rồi đấy. Chỉ cần trẻ hóa chị em là bây giờ là. Đấy chị em mình nhìn đấy, chị mặc chị đã thấy mặc đã đẹp chưa? Đã xa đến hôm nay. Đấy mặc rất là tươi đấy. Cô năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ? Hai tuổi đấy. Em chào thầy. Mấy tuổi? Bây giờ thầy là chị Dùng là tôi sáng 2 tuổi. Vâng, tôi xin giới thiệu với cả lớp mà tôi năm nay sinh năm 19, năm nay là 70 tuổi. Tôi ở Yên Bái. Thế nào tôi cũng biết cái nghề Diện Chẩn từ năm 2007 nhưng mà tôi không thể nghĩ đến. Đến vừa qua mấy năm vừa qua thì tôi rất là nhiều bệnh rồi. Có 11 thứ bệnh. 11 thứ bệnh thì là tôi cũng không quan tâm đến Diện Chẩn, thì tôi quan tâm đến ăn chay. Ăn chay là ăn đạo đức với nghề và tập yoga. Sau đó thì tôi rất là thấy Diện Chẩn thì chữa được nhiều quá, mà tôi đam mê, tôi xin đi học. Học thì từ hôm tôi mới học đến nay thì cũng được chưa được 1 tháng, nhưng mà tôi về tôi cũng gạch, nhưng mà tôi không biết gạch như của chị. Tôi thì gạch cây nó dây ấy, thì tôi thấy người tôi bây giờ săn chắc hết lại. Trước đây bụng tôi là kéo ra được, cái da bụng nó trùng kéo ra được. Nhưng đến nay là xăm lốp của tôi là xăm lốp. Đây bác cứ ngồi đi, bác cứ ngồi. Xăm lốp của tôi nó chắc hết lại rồi. Tất cả cái nỗ rốn ấy là nó nhỏ tí, nó nhỏ lắm ấy, nhỏ bằng hạt ngô đây. Còn trước đây cái nỗ rốn tôi nó nổi ra, rất là to. Nên tôi thấy là cái hiệu cái môn này rất là hay và tuyệt vời. Bây giờ tôi ăn chay trường được 2 năm, đến bây giờ tôi ăn chay sang làm bán chay. Báo cáo với các bạn là tôi mất ngủ rất nhiều năm, đấy không ngủ được. Thế là bao nhiêu người cứ mách tôi là thuốc lọ thuốc kia, nhưng mà cuối cùng tôi bảo là còn mỗi thuốc chuẩn là tôi chưa uống, còn cái gì tôi uống hết rồi. Nhưng mà không cải thiện được, cuối cùng là phải vào cái môn ăn chay này. Nhưng mà từ hôm đi học Diện Chẩn thì tự mình chữa được cho bệnh mất ngủ cho mình thì cũng rất là tốt rồi. Bây giờ cũng ngủ được 4-5 tiếng, đỡ khổ. Còn tôi mất ngủ hơn 30 năm, cuối cùng ăn chay cũng không khỏi được, cuối cùng phải tập yoga. Tôi tập yoga bây giờ cũng khả năng là trồng được cây chuối rồi. Và còn nhảy dân vũ thì nhảy rất là đẹp. Đấy cho nên là tôi cũng mong các bạn ở đây là cũng lên là kết hợp nhiều thứ để khỏi. Trước tôi là 3 năm nay tôi chưa phải đi bệnh viện và tôi cũng chưa phải uống một viên thuốc gì cả. 3 năm nay tôi không đi bệnh viện, không uống viên thuốc nào. Cũng nhờ tất cả là và tôi thấy là Diện Chẩn là nó sản kỳ diệu nhất. Những cái thành công của tôi là tôi ăn chay 2 năm trường, 2 năm chỉ có gạo lứt mới mẻ. Ở đây có bạn Sơn hôm qua cũng lên nhà tôi chơi, cũng được ăn một bát gạo lứt của nhà tôi. Một bát gạo lứt với Hùng. Hôm qua là ông xã nhà tôi nấu rất là khô, ăn khó ăn, nhưng mà gạo lứt là phải được cách thủy. Thế là ăn thì ăn chay trường như thế nhưng vẫn không khỏi cái bệnh mất ngủ. Đến bây giờ đi học Diện Chẩn mới chữa được bệnh mất ngủ. đấy. Đấy cho nên là ăn chay đấy, nhiều nhà sư ăn chay thì cũng vẫn mắc rất là nhiều bệnh, không khỏi được. Cho nên là chỉ có diện chẩn để giải quyết được rất là nhiều thứ. Cho nên là xin tất cả mọi người là yêu diện chẩn và mang diện chẩn đến cho tất cả mọi người mọi nhà, cũng như thầy Châu nói là cho một thì được 10, cho 10 được 100 đấy ạ. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ nhân rộng và mang đến niềm vui cho mọi gia đình. Chúc các anh, các chị, các bạn thành công, chúc thầy hội luôn luôn mạnh khỏe, mang được nhiều hạnh phúc cho gia đình. Cảm ơn thầy ạ. Bây giờ đến giờ mình vào chương trình trao chứng nhận. Có đọc danh sách. Sau đó trao chứng nhận xong rồi thì mình tiếp tục ngồi chia sẻ. Chả mấy khi đúng không? Làm đổi từ xa. Các bạn thấy hôm nay thế nào? Chia sẻ cái việc hôm nay là ở bên dưới còn rất nhiều nhân tài đúng không? Còn rất nhiều người đang làm rất là thành công, còn rất nhiều ca rồi. Tí nữa mình sẽ lại tiếp tục. Dạ, vâng. Giờ cô sẽ đọc danh sách đã, mời các bạn trên này. Mình sẽ bắt đầu bằng ca 25, 26 nhé. Tôi sẽ đọc danh sách của mọi người lên ạ. Nguyễn Thanh Hằng K25, Phạm Thị Hiền K26, Phạm Văn Thông, xin lỗi bạn nhiều, Hoàng Thị Thu Hiền là bị thất lạc mất cái chứng nhận nên sẽ giao sau nhé. Nhưng mà bạn có thể cứ lên đây để chụp ảnh. Lê Văn Điệp, Quách Thị Thu Hằng, Lê Thị Khoa và Nguyễn Thị Hoàn ạ. Mời anh chị em mình lên trên này ạ. Hiền Thái Bình ạ. Hoàng Hiền Thái Bình 9563. Mọi người lên đi. Có nháy ạ. Có người chụp ảnh nhận rồi. Mọi người lên trên này ạ. Mời những người vừa đọc tên lên trên này ạ. Có cần đọc lại không? Đây lên cứ thế này. Nguyễn Thanh Hằng, Phạm Thị Hiền, Phạm Văn Thông. Đây là K25 và K26 nhé. Hoàng Thị Thu Hiền, Lê Văn Điệp, Quách Thị Thu Hằng, Lê Thị Khoa và Nguyễn Thị Hoàn. Sao lại ít thế ạ? Đây kìa ạ. người nào mà đến mà chưa kịp ký thì xin vui lòng quay lại đây sau, ngay sau đây quay lại nhé. Bác Hồng Cát Cương, bác Ngô Thị Hồng thì về rồi này, Hoàng Quốc Huy, Phạm Hùng Lăng, Lê Thị Ngọc Liên, Vũ Thanh Loan và Phạm Văn Lung. Thầy à đây rồi. Không à, nhưng mà vừa nãy nó bị đổ nên là nó à, thế à? Chịu rồi. Không hiểu.